2023 rồi mà nhà bạn nào vẫn dùng loại đựng bàn chải đánh răng như thế này thì bỏ ngay đi nhá. Trông vừa mất vệ sinh mà chẳng gọn gàng tí nào. Đã vậy, dùng lâu ngày bám đầy cặn bẩn làm cho bàn chải bị ẩm mốc, tích tụ cả đống vi khuẩn, xong bóc ra còn để lại băng keo rất khó vệ sinh như thế này, và có thể làm xước cả gạch. Thay vào đó, mọi người chỉ cần bỏ ra chưa đến 200 cành là đã có thể sở hữu một bộ nhà kem đánh răng tự động cực kỳ đa năng như thế này. Gọi là đa năng vì em nó còn tích hợp chỗ để treo bàn chải, với thiết kế cốc úp ngược thông minh sẽ làm bàn chải và cốc không bị ẩm mốc. Xịn sò hơn là bạn có thể dễ dàng lấy kem đánh răng khi cho bàn chải vào trong như thế này. Nhìn cách lấy kem đánh răng thôi mà cũng phải sang nhỉ. Còn có thể kết hợp em nó như kệ để đồ mỹ phẩm, cực kỳ tiện lợi khi sử dụng luôn. Ngoài ra, nếu chị em nào còn để bông thời trang như thế này thì đây, có chỗ để bông thời trang luôn. Nó lại là quá hợp lý các bác ạ. Chất liệu nhựa ABS trông khá là xịn. Mình chọn phân loại 4 cốc và khi mua có kèm theo sticker dán như thế này để phân biệt. Nhìn chỉ muốn đánh răng cả ngày luôn nhỉ. Một tip cho các bạn là nhớ đánh dấu vị trí trước khi treo nhé. Cách dùng rất đơn giản. Trước tiên, bạn cần lau sạch bề mặt gạch men rồi bóc miếng dán ra rồi dán lên. Không cần khoan hay đục gì cho mất công, lại xấu cả nhà ra. Chưa đến 200k mà các bạn có thể sở hữu một bộ kệ nhà kem đánh răng tiện lợi, vệ sinh như thế này thì đây là một món đồ cần thiết cho gia đình nhà bạn. Công bố sinh đôi review, dùng sao, nói vậy.